Hố băng tử thần. Cậu làm gì vậy? Trả cá cho tớ. Không trả. Trả đây. Tại cậu đấy. Không, tại cậu. Thôi, không cãi nhau nữa. Bọn mình bắt cá ở đây đi. Không được. Nghe nói ở đây có nhiều sư tử biển, nguy hiểm lắm. Nói như cậu thì có mà chết đói ở đây à. Cậu không xuống thì tớ xuống. Đừng mà. Tớ cảm thấy không an toàn. Mình đi thôi. Cậu đi trước đi, tớ bắt con cá này đã. Đi thôi, tớ đã bảo ở đây nguy hiểm mà. Không. Cứu tôi. Cứu tôi với. Nhanh, chạy đi. Chạy đi, nhanh lên. Tớ đã bảo là nguy hiểm rồi. Sao cậu không nghe? Mắt tớ đau quá. Tớ không nhìn thấy gì hết, chim gầy ơi. Cậu sẽ không sao đâu. Tớ sẽ chăm sóc cho cậu. Chết rồi. Mưa tuyết thế này làm sao về được đây? Tớ không muốn về. Cái gì? Sao lại không về? Tớ còn cái gì nữa mà về? Ngay cả chân tay mình tớ còn không nhìn được thì về làm gì? Mọi người, bạn bè sẽ nhìn tớ mà thương hại. Tớ sẽ trở thành gánh nặng cho ba mẹ tớ. Cậu phải về. Cậu phải đối diện và vượt qua những điều đó thì cậu mới tồn tại được. Tồn tại à? Tớ giờ như đứa bỏ đi rồi, còn tồn tại làm gì nữa? Cậu phải về. Đứng dậy đi, tớ không về. Cậu muốn thì cứ về đi, kệ tôi. Sống không nhìn thấy gì thì chết đi còn hơn. Đồ hèn, rốt cuộc cậu cũng đã trở thành một kẻ tàn phế. Cứ ở đấy một mình đi, tôi càng rảnh nợ. Cậu về đi, cậu đi luôn đi. Tôi không cần cậu nữa. Chim gầy ơi, chim gầy. Thế mà cậu bảo là sẽ chăm sóc tớ à? Cậu là đồ tồi. Cậu cứ đi đi, cậu cút đi. Tớ sẽ hận cậu suốt đời. Mình hận cậu ta. Tưởng không có cậu mình sẽ không sống nổi sao? Mình phải sống và sẽ sống tốt cho cậu ta xem. Thôi. Là cậu à? Cậu quay trở lại đây làm gì? Không, tớ không đi đâu cả. Và tớ cũng chưa rời xa cậu một phút nào. Sao lại không rời xa tớ phút nào? Chả phải cậu đã bỏ tôi đi rồi còn gì? Mấy ngày qua tớ luôn đứng sau quan sát cậu. Tớ phải làm như vậy cậu mới tự đứng dậy được. Có mắt hay không có mắt không quan trọng. Quan trọng là cậu đã vượt qua được chính cậu. Cậu. Nào, mình về thôi, chim béo. Anh chàng đánh trống. Ngày xưa, chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Tại một khu rừng hoang vu nọ, một ngày có anh chàng đánh trống Alex ghé tới. Chiếc áo còn tốt thế này, ai đã bỏ đi? Mình cứ mang về nhà, ở làng có ai thích thì lấy dùng. Mà trời sắp tối rồi, mình cũng phải tìm đường ra khỏi rừng về làng thôi. Anh đánh trống ơi, anh đánh trống à. Anh đang cầm chiếc áo của tôi, làm ơn cho tôi xin lại đi. Anh chớ có sợ, tôi là con gái đức vua vương quốc cách đây không xa. Tôi bị một bà phù thủy gian ác bắt đi.
yểm chú tôi thành chiếc bóng trên ngọn núi thủy tinh này. Thật có chuyện như vậy sao? Tôi không nói sai nửa lời đâu. Hằng ngày tôi chỉ có thể hồi nước trong rừng bơi lội chốc lát. Nếu trong nửa tiếng nữa bà phù thủy không thấy tôi về thì sẽ giết tôi mất. Anh mau trả lại tôi chiếc áo đi, có nó tôi mới bay lên được. Cảm ơn anh đã trả áo cho tôi, tôi phải về đây. Hãy khoan đã, liệu tôi có thể giúp gì cho cô không? Muốn giúp tôi thì chỉ có cách là anh lên ngọn núi thủy tinh cứu tôi thoát khỏi phép thuật của mụ phù thủy. Phải vượt qua được những thử thách của mụ ta. Nếu anh có thể giúp tôi thoát khỏi lời nguyền, tôi hứa sẽ trả ơn anh thật xứng đáng. Tôi không cần cô trả ơn, tôi chỉ nghĩ bị cướp mất hình hài phải trở thành cái bóng, thật tội cho cô quá. Nếu chưa thử thì chưa biết được. Tôi sẽ lên ngọn núi thủy tinh một chuyến xem sao. Cảm ơn anh đã không sợ hãi mà còn cảm thông với tôi. Để lên được đỉnh thủy tinh, anh hãy bám vào chiếc áo của tôi. Khi tôi bay lên sẽ mang anh theo cùng. Muốn cứu ả ta sao? Người hãy cầm lấy cái gào này, tắt cạn nước trong ao nước nhà cho ta. Hàng đến tối phải xong, và cá dưới ao phải được bắt lên hết, không sót một con nào. Xếp chúng theo từng giống cá và tùy theo cỡ lớn nhỏ. Thật là một việc hiếm có. Nhưng nếu bà ta đưa ra thử thách thì hẳn có cách giải quyết rồi. Mình vừa tát được ít nước, nước hồ lại đầy lên. Làm thế nào bây giờ? Việc chàng xuất hiện trên ngọn núi này là đã cứu được tôi một nửa rồi. Tôi có chiếc nhẫn đặc biệt, là vật hộ mệnh được cha mẹ đeo trên tay từ bé. Có thể làm được nhiều điều kỳ diệu lắm. Hãy để tôi được giúp cho chàng nha. Ta biết con bé đó đã đến giúp người. Ao cạn nước và cá được phân từng loại, nhưng còn khúc gỗ không cháy trong đống lửa kia. Ngươi hãy khuân ra đây cho ta. Ngươi làm xong được nốt việc này, ta sẽ trả lại tự do cho con bé đó mãi mãi. Nhưng bà sẽ giữ lời chứ? Tất nhiên, nếu ngươi còn sống mà đi ra. Ta không thể bỏ cuộc vì lời hứa với nàng được. Là nàng, nàng chính là cái bóng, là nàng công chúa bị phù phép. Là ta đây, chính sự dũng cảm không quản thân mình của chàng đã phá tan lời nguyền của mụ phù thủy kia. Chàng đã không nề hà cả tính mạng để cứu ta. Tính mạng ta giờ là của chàng rồi, ta nguyện theo chàng suốt đời này. Đối với ta, điều này thực sự kỳ diệu. Hãy cùng ta trở về nhà đi, vì ta đã đi mấy ngày, chắc song thân phải lo lắng lắm. Vậy để ta đưa chàng về nhà nha. Ta cũng phải về vương quốc của mình để báo tin lành cho cha mẹ. Hãy nhớ lời của ta, về nhà chàng nhớ để cha mẹ hôn lên má. Nếu không chàng sẽ quên hết mọi ký ức. 3 ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau chàng nha. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại sớm nhất. Con đi đâu mà 1 năm nay mới trở về? Chúng ta còn tưởng là con mất tích nữa rồi chứ. Sao cha mẹ đã có nhiều tóc bạc thế này chứ? Lẽ nào thời gian trên ngọn núi thủy tinh ấy có khác biệt so với ở đây? Mình đã xa cha mẹ những 1 năm trời rồi ư? Chưa bao giờ mình xa họ lâu như vậy. Mẹ, con đã trở về rồi đây. Con xin lỗi đã đi lâu như vậy. Chẳng ngờ khi gặp lại mẹ, nhìn tóc mẹ bạc thêm nhiều sợi, Alex quá xúc động nhớ thương mẹ đã hôn lên má bà. Tất cả mọi ký ức của anh về công chúa trên núi thủy tinh vụt biến. Con đã đến lúc nên lập gia thất để cuộc sống yên ổn hơn. Tránh việc nay đây mai đó, rồi đi lạc như lần này, ba mẹ âu lo chết mất. Mẹ đã ướm hỏi cho con một cô gái rất là tốt. 3 hôm nữa sẽ làm lễ cưới. Ý con thấy sao? Dạ, ba mẹ muốn con lấy ai, con cũng bằng lòng hết. Vậy là chàng đã không làm theo lời ta dặn rồi. Chàng đã quên hết mọi chuyện, những lời hứa đã hứa với ta. Mình phải làm gì đây? Chỉ còn cách là làm chàng nhớ lại mà thôi.
phải có cách nào đó khiến cô dâu cho ta đến gần chàng. Cô ta là người như thế nào vậy? Nhà chồng của ta có của nã không phải dạng vừa, châu báu vàng bạc đầy nhà. Dạ vâng, em cũng thấy đây là đám giàu có nhất từ trước đến nay đó ạ. Nếu không phải do giàu có, ta cũng không lấy đâu. Ta cần chồng ta phải giàu để có thể ăn tiêu thỏa mãn mọi thú vui của ta. Sau đám cưới, ngươi tuần nào cũng phải sang thăm ta. Ta sẽ lén lấy về nhà chút đỉnh, chẳng ai biết đó là gì đâu. Dạ, em nhớ rồi thưa cô. Cô ta ham vật chất như vậy, vậy thì mình đã có cách rồi. Trời, chiếc váy đó lộng lẫy quá. Liệu có thể để lại chiếc váy cho ta không? Tôi sẽ không lấy tiền, chỉ cần đêm tân hôn cho phép tôi đứng ngay tại trước phòng của cô và hát chúc mừng một bài. Tôi sẽ cho không cô chiếc váy xinh đẹp này. Yêu cầu thật lạ ha. Nhưng chẳng hề hấn gì mà lại có không chiếc váy thì còn gì bằng. Tôi đồng ý nha. Chàng đánh trống ơi, chàng đánh trống ơi, hãy nghe lời thiếp. Chàng quên thiếp rồi sao? Trên núi thủy tinh, chàng cứu mạng thiếp. Chàng nắm tay thiếp, thề thốt ước hẹn. Chàng đánh trống ơi, chàng đánh trống ơi. Trời ơi, sao ta lại có thể quên đi tất cả chứ? Nhưng lỗi chính là ở cái khuôn của ta. Cái khuôn vừa lúc quái vui sướng, nó đã làm cho ta u mê đi. Giờ ta đã nhớ lại tất cả rồi, nàng không trách ta chứ? Chàng là ân nhân của ta, ta sao trách chàng được chứ? Chỉ cần hiện tại chàng hạnh phúc, ta tự hứa với lòng sẽ không đánh thức ký ức trong chàng. Nhưng không may mắn, người vợ chàng chuẩn bị kết hôn lại yêu vật chất của chàng hơn. Chính điều ấy đã mang ta cơ hội đến gần chàng. Alex sau đó đã kể lại mọi chuyện cho cha mẹ. Cha mẹ anh nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, đã bằng lòng tác hôn lại cho con trai. Còn cô dâu kia thì tỏ ra xấu hổ vì sự hám vật chất của mình bị lộ tẩy. Cô ta được giữ lại mấy chiếc áo đẹp coi như của bồi thường và rời đi. Một đám cưới nữa lại được diễn ra dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người. Đức vua và triết gia. Ngày xưa, vào thời trước công nguyên, vua Alexander Đại Đế, vị vua vĩ đại của Hy Lạp cổ đại, đang chuẩn bị cho cuộc hành quân lên đường tới chinh phục Ấn Độ. Muôn tâu đức vua, mọi sự đều đã sẵn sàng, chỉ đợi đến giờ xuất phát là chúng ta lên đường. Tốt lắm, lực lượng quân như thế này ta cũng rất yên tâm. Thật không uổng công chúng ta chuẩn bị bao ngày qua, không một chút ngơi nghỉ. Đức vua, ngài có sao không ạ? Không sao, không sao. Sức khỏe của ngài là an nguy của cả đất nước và chúng thần. Ngài không thể chủ quan được đâu ạ. Thời gian gần đây thường thấy ngài hay ho hắng, chúng thần rất lo lắng cho sức khỏe của ngài. Thực ra suốt bao năm qua, ngài luôn hết lòng hết sức theo đuổi mục tiêu không ngớt trong cuộc sống. Ngài không hề nghỉ ngơi một chút nào. Hay là làm sao ta có thể nghỉ ngơi lúc này được chứ? Ta nhất định thực hiện mong muốn chinh phục cả thế giới của mình xong thì mới được phép nghỉ ngơi. Các người đừng ái ngại, mau mau chuẩn bị sẵn sàng lên đường đi thôi. Quân đâu? Chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Tuân mệnh, tuân mệnh. Tiến lên, tiến lên. Quân của Alexander mỗi lúc một hùng hậu, mạnh như vũ bão xông lên. Alexander cũng cảm thấy tràn trề sinh lực, khí thế phi ngựa như bay trong gió. Trời ơi, thiên nhiên đẹp và hùng vĩ quá. Xem kìa, những dãy núi trùng điệp chạm tới tận trời xanh. Những tảng mây trắng trôi dập dềnh như những tảng băng tuyết khổng lồ vậy. Lại còn dòng sông uốn lượn quanh co, ôm lấy hàng cây thẳng thấp. Đẹp quá, thật là những cảnh tượng mà có lẽ trong mơ ta cũng không thể nào tưởng tượng được. Vùng đất đẹp như một bức tranh hiện ra trước mắt nhà vua, khiến ngài sững sờ. Muôn tâu đức vua, ngài có muốn nghỉ chân tại đây một chút không ạ? Hãy cho quân sĩ tiến đến chân núi kia rồi nghỉ ngơi. Dạ vâng, xin ngài hãy cẩn thận vì trời đang rất lạnh đấy ạ. Người không phải lo, ta biết sức của mình. Cảnh đẹp thế này dù có lạnh mấy đi nữa thì ta cũng phải thưởng thức cho đã mới được. Chà chà, đẹp quá. Không biết từ bao lâu rồi
ta mới lại được tận hưởng cảm giác này. Tuyệt quá. Buôn tàu đức vua, cháu rất mạnh lắm. Hay là lần này đường đi chinh phục đất nước Ấn Độ hãy còn dài, vì vậy ta cứ vừa đi vừa thăm thú cảnh vật kỳ bí khắp nơi, biết đâu khám phá được nhiều điều. Người không cần phải lo cho ta. Tất cả tiến đến dãy núi phía trước cho ta. Bao năm bận rộn với những cuộc chinh chiến và chinh phục những mục tiêu của cuộc đời mà đức vua đã quên đi những điều tuyệt đẹp diễn ra xung quanh mình. Người không ngờ cảnh vật xung quanh đẹp đến vậy mà mình không có giây phút nào để ngắm nhìn. Cũng vào hôm đó, một buổi sáng mùa đông, từng cơn gió lạnh buốt thổi hút bên bờ sông, đức vua chợt bắt gặp một người đàn ông kỳ lạ. Sao người đàn ông kia lại cởi trần nằm trên bờ cát giữa trời mùa đông rét mướt này chứ? Này anh kia, sao anh lại nằm giữa đường trong bộ dạng thế này? Anh có biết đang được gặp ai không? Đừng, để ta lại đó xem thử sao. Ừ, thưa ngài, cẩn thận, nhỡ đâu là kẻ mạo danh. Vẻ ngoài của anh ta thế kia thì chắc hẳn không phải là kẻ mạo danh đâu. Cứ để ta lại đó cho. Thưa ông, cớ sao ông lại cởi trần nằm trên cát giữa buổi lạnh giá thế này? Ông có cần tôi giúp gì không? Tôi không cần gì hết, chỉ xin ngài đứng tránh sang một bên, vì ngài đang che mất ánh nắng của tôi rồi đấy. Ánh nắng ư? To gan, người không biết hay cố tình không biết mình đang nói chuyện với đức vua anh minh Alexander đại đế hay sao? Thật tình xin lỗi ngài, chỉ là tôi đang nằm tĩnh tâm phơi nắng, không nghĩ là mình mạo phạm đến vậy. Ngài có thể cho tôi biết quý danh được không? Tôi là Diogenes. Thì ra ngài là triết gia Diogenes đây sao? Thật đúng như lời đồn, ngài đã làm ta thực sự ấn tượng bởi khí phách tuyệt vời của ngài đấy. Ông hãy cứ đứng dậy đi. Dạ, tạ ơn ngài. Ngày nào ngươi cũng có thời gian thư thái thế này ư? Vâng, thưa ngài, ngày nào tôi cũng dành thời gian cho bản thân. Những phút giây được tận hưởng cuộc sống thế này là điều vô cùng quý giá. Thật là đáng ngưỡng mộ. Nếu được tái sinh lần nữa, có lẽ ta sẽ xin thượng đế cho ta trở thành Diogenes, chứ không phải là Alexander đại đế. Cái đó thì ngài cần gì phải xin. Ngài có thể trở thành Diogenes bất cứ lúc nào ngài muốn mà. Có ai cấm ngài làm việc đó đâu. Ta không thể, ta còn rất nhiều việc cần phải làm. Ngài đang định đi đâu thế? Trong nhiều tháng nay, tôi đã thấy các đoàn quân di chuyển không ngừng. Các ngài định đi đâu và làm gì? Chúng ta đang chuẩn bị tới Ấn Độ để chinh phục cả thế giới. Vậy sau đó ngài sẽ làm gì? Sau khi chinh phục được cả thế giới thì ta mới có thể nghỉ ngơi được như ngươi thế này. Ngươi cười cái gì? Tôi cười vì chính câu nói của ngài. Ngài thấy đấy, tôi đang nghỉ ngơi và tôi cũng chưa từng chinh phục cả thế giới. Tôi thấy điều đó là không cần thiết. Nếu đến cuối cùng ngài chỉ muốn nghỉ ngơi thư giãn thì sao ngài không làm nó ngay từ bây giờ? Điều đó không thể được. Ta chưa thể nghỉ ngơi khi chưa chinh phục xong thế giới này. Tôi nói ngài nghe, nếu bây giờ ngài không nghỉ ngơi thì sẽ không bao giờ nghỉ ngơi được nữa. Ông nói gì lạ vậy? Sao lại không bao giờ nghỉ ngơi được nữa chứ? Bởi vì khi chinh phục xong chỗ này, ngài sẽ lại tiến đến mảnh đất khác. Nhưng chỉ còn vài vùng đất nữa thôi, ta có thể nghỉ ngơi rồi. Vậy cho tôi hỏi, vùng đất ngài đang định đánh chiếm này, nhiều năm trước đây ngài đã nghĩ đến chưa? Hay sau khi chiếm một vùng đất cận kề, ngài mới nghĩ đến vùng đất này? Đúng, vùng đất này ta định chiếm đóng sau khi ta vừa chiếm được các lãnh địa của Ba Tư. Khi đó ta phát hiện nếu mở rộng biên giới ra tới Ngũ Hà, ta có thể sở hữu cả một dải đất Ấn Độ vô cùng hùng vĩ và giàu có này. Vâng, vấn đề là ở đó đấy, thưa hoàng đế vĩ đại ạ. Nếu ngài chiếm được toàn bộ Ba Tư và toàn bộ Ấn Độ, ngài sẽ tiếp tục phát hiện ra bên cạnh Ấn Độ cũng là những vùng đất khác vô cùng giàu có và hùng vĩ, thậm chí còn hơn cả Ấn Độ nữa, mà ngài không thể không chiếm lĩnh. Và rồi ngài lại tiếp tục những hành trình tiếp theo. Ta... Và cứ thế cả cuộc đời ngài sẽ không được nghỉ ngơi.
ngài sẽ chết giữa cuộc hành trình của mình mà chưa kịp có giây phút nào để nghỉ ngơi. Ngươi hoàng đế, xin ngươi hãy bình tĩnh, ngươi đừng có mà ăn nói ham hồ. Hoàng đế, với quyền uy của ngài, ngài có thể hoàn toàn giết tôi. Xin lỗi nếu lời nói của tôi mạo phạm đến ngài, nhưng đó chính là sự thật. Xin cảm ơn lời khuyên của ông, ngài triết gia, nhưng hiện giờ ta vẫn chưa thể làm được điều như ông. Tất cả chuẩn bị lên đường. Tôi không đợi được vua. Thế rồi Alexander vẫn tiếp tục con đường chinh phạt của mình. Sau khi chiếm được nước Ba Tư hùng mạnh, ngài lần lượt xâm chiếm các lãnh địa ở Tiểu Á, Syria, Judea, Gaza, Ai Cập và Lưỡng Hà. Thế trận của Alexander đang ngày một hùng mạnh, tấn công như vũ bão, giặc chết ngã rạ. Ngài lại tiếp tục mở rộng biên giới ra tới tận vùng Ngũ Hà của Ấn Độ. Tâu đức vua, chúng ta đang trong thế thừa thắng. Vương triều Achaemenid đã bị lật đổ hoàn toàn, mở rộng biên giới tới vùng Ngũ Hà của Ấn Độ. Hay lắm, thế giới này sẽ là của chúng ta. Sau trận này, ta sẽ tiếp tục thông tín bán đảo Ả Rập để mở rộng thương mại. Chúng ta sẽ tiếp tục lên đường để chinh phục những vùng đất mới. Alexander đại đế muôn năm, muôn năm, muôn năm. Sao vậy ạ? Ông bệ hạ, người sao vậy? Bay đâu? Mau hộ giá bệ hạ về. Giữa lúc thế trận hùng mạnh, thừa thắng xông lên tiếp tục chinh phục mục tiêu mới, thì đức vua Alexander bỗng nhiên ngã bệnh. Bao bao, loan báo tìm kiếm thầy y giỏi nhất ở các nước lân bang. Thôi, đừng cố gọi làm gì. Nhưng thưa bệ hạ, bay đâu, báo tìm thần y tiếp. Ta đã bảo là đừng cố tìm nữa, không kịp đâu. Ta biết rõ cơ thể ta lúc này mà. Các người hãy nghe lời ta dặn đi. Dạ, vâng. Cả cuộc đời ngài sẽ không được nghỉ ngơi. Ông ta nói rất đúng. Ta chưa hề được nghỉ ngơi. Bệ hạ. Vào giờ phút lâm chung, trong đầu Alexander đại đế chỉ văng vẳng những lời nói của vị triết gia Diogenes. Cả cuộc đời ông đã không được nghỉ ngơi, còn Diogenes thì được nghỉ ngơi suốt cả cuộc đời. Nhiều khi cứ mãi theo đuổi mục tiêu trong cuộc sống mà không dám dành chút thời gian tĩnh lặng nào cho bản thân, để rồi đến lúc hối tiếc cũng không kịp. Cuộc đời chúng ta cũng như vậy, chức vụ càng cao, áp lực càng lớn, thời gian bỏ ra càng nhiều, và đương nhiên, thời gian cho bản thân, thời gian hưởng thụ cuộc sống sẽ càng ít đi. Chính vì thế, hãy biết trân trọng, tận hưởng và nắm bắt từng khoảnh khắc mỗi ngày. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!